Những ngày trung tuần tháng 5, thời tiết ở Quảng Trị nóng như đổ lửa. Thế nhưng trên thao trường của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, các chiến sĩ trẻ vẫn say sưa huấn luyện. Hơn 3 tháng qua, 901 tân binh đã được các cán bộ quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến học tập điều lành đội ngũ, chính trị quân sự. Nhờ sự yêu thương, quan tâm, đùm bọc chu đáo đó, các tân binh đã vượt qua khó khăn, thực sự trưởng thành. Ai cũng có chung khát vọng cống hiến, muốn lập được nhiều thành tích xuất sắc nhất. Qua môi trường quân đội này là khác xa hoàn toàn với môi trường ở bên ngoài của em. Đặc biệt hơn thì ở Quảng Trị này thì rất là nắng nóng. Được sự quan tâm giúp đỡ của các thủ trưởng cấp trên đã rèn luyện cho em có ý chí cũng như là sức khỏe để em có thể cố gắng vượt qua mọi nhiệm vụ. Ngoài ra thì chúng em cũng được huấn luyện kỹ năng phòng chống say nắng cũng như say nóng. Qua đó thì chúng em được mạnh mẽ hơn như vừa qua được những cường độ huấn luyện rất cao này. Sau khi kết thúc lễ tuyên thệ chiến sĩ mới thì chúng em sẽ được biên chế về các đơn vị khác nhau cũng như sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Nhưng đối với chiến sĩ như tụi em hiện tại thì bất cứ nhiệm vụ nào hoặc bất cứ đơn vị nào thì nhiệm vụ đối với Tổ quốc và đây là niềm vinh dự đối với tụi em với tinh thần quyết chí nhất, hăng say học tập, hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được giao ạ. Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện của chỉ huy trưởng sư đoàn 968, ban chỉ huy trung đoàn 19 đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện huấn luyện chiến sĩ mới đúng kế hoạch theo phương châm cơ bản, thiết thực, hiệu quả, vững chắc, nhanh chóng giúp tân binh làm quen với kỹ thuật, chiến thuật, tổ chức đội hình bộ binh tiến công trong thời gian huấn luyện. Việc xây dựng giáo án huấn luyện tân binh chủ trọng nội dung rèn luyện thể lực, các bài huấn luyện đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Việc giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức được những cái yếu tố khó khăn chi phối, từ đó xây dựng các cái quyết tâm, bản lĩnh khắc phục khó khăn, vượt qua mọi yếu tố khắc nghiệt của thời tiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Trên cơ sở xác định được quyết tâm, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chương trình, nội dung huấn luyện, điều chỉnh một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình thời tiết, diễn biến trong từng tuần, trong từng ngày. Hơn 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là khoảng thời gian đầy thử thách của tân binh. Song sự bắt nhịp nhanh với nền nếp sinh hoạt trong quân ngũ và những nỗ lực của tân binh sẽ giúp họ vững vàng hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.